Hôm nay Adấu quay một cái video giới thiệu ngắn về cái dòng sản phẩm nước cực thái hàng thừa. Tại vì thực ra những dòng nước này Adấu đã có lần đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay tiện thế có khách đặt nên Adấu cũng quay lên cái video cho bà con xem lại và cũng như là giới thiệu sản phẩm nó chi tiết hơn một xíu. Dòng này là dòng nước cực thái hàng thừa, hàng đặt cao 2m, dài 100m, kích thước mắt lưới là then 3 6 phân, bắt cá từ 3 ngón tay, có nghĩa là tương ứng với tầm 2 đến 3 lạng một con trên một con. Và dòng này không những bắt cá cỡ 2 3 lạng mà cắt bắt cá được vài cân cũng ok luôn, tại vì cái túi sâu thiết kế làm cho quấn hoặc là nó bọc những con cá rất là hợp lý. Dòng này là đánh chìm, chân chì ở đây thắt chống rối chống chạy cho bà con và khóa chết hai đầu. Đấy, túi sâu như này đấy bà con thấy không? Không những mà đánh bọc luôn đâu, mà đánh chùm đánh bao luôn, được hết luôn bà con nha. Chất lưới cước ở đây là Adấu bao hàng cho bà con lưới cước thái xịn 100% cho bà con. Nếu như sai Adấu cam kết hoàn toàn trước bà con. Và kính thưa với bà con, những dòng lưới này ấy, là bà con đặt thì Adấu mới làm, chứ tự nhiên mà có những cái dòng sản phẩm này thì chắc chắn Adấu không dám làm rồi. Và khẳng định luôn, những hàng thương hiệu của lưới Adấu chắc chắn rằng sẽ đẳng cấp hơn mọi các lưới khác. Và tại vì đây làm rất là cẩn thận và được những thợ lành nghề cũng như là Adấu là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất. Thưa bà con, nếu như bà con cần có những cái nhu cầu mà làm những sản xuất sản phẩm như thế này thì liên hệ ngay với Adấu, Adấu sẽ gia công trực tiếp cho bà con để có những cái sản phẩm đánh bắt một cách hiệu quả nhất để giúp cho bà con thuận lợi trong những cái chuyến hành trình đánh bắt. Xin cảm ơn bà con.